俺は負けない、絶対に勝つんだ。禰豆子ちゃんは俺が守る。雷の呼吸一の方、歴々一戦六連。Số một Việt.vn bán hết được mobile uy tín giá rẻ chất lượng hàng đầu Việt Nam. Hết rồi, tưng bừng khuyến mãi giảm giá 50% cùng săn active giá rẻ và nhiều vòng quay skin khủng. Anh em nhớ lên shop ủng hộ Mô Việt nhé. Hello cho anh em, hiện tại thì ôi vui quá xa là vui, nhà trai mẹ ấy nộn chung nhà vui anh em ơi, bởi vì con tướng mình gắn bó 4-5 năm rồi, và một con tướng cũng có thời hoàng kim và thời bị bỏ rơi sắp comeback anh em ơi, chính là Murat. Có chén cơm đầu easy rồi, bây giờ chơi dễ hơn, sắp tới còn chơi dễ hơn nữa nha. Đấy là cái vui đầu tiên, chính là việc tăng sức mạnh cho Murat. Cái này thì chúng ta sẽ có hồi chiêu cho một cố định 6 giây. Như vậy thì ngay đầu game thì hồi chiêu cho một đã ngon rồi. Mà các bạn đều biết Murat có chiêu một mới lao lên được. Cái này cực kỳ quan trọng, tuy là 2 giây hồi chiêu đầu game thôi, nhưng mình nghĩ đó là một cái gì đó sẽ khiến Murat quẩy rất sớm đầu game. Chơi dễ hơn đầu game, slowball trận đầu áp lực càng dễ hơn. Đó, hồi chiêu nhiều mà. Các bạn có thể sử dụng những combo ảo diệu hơn và dùng được nhiều lần chiêu cuối hơn với Murat. Chắc chắn là như vậy rồi. Ok, và điều thứ hai chính là ở đầu clip anh em đã xem một cái màn tung ảo ảnh chảm. Ôi da, hay vậy. Choáng mình cho nó KS vùa anh em ơi. Cây dã man. Thế nào không có ảo ảnh chảm mất tiêu rồi. Có ảnh chảm thì anh em thể thấy là nhân vật Zenitsu trong Thanh Gươm Diệt Quỷ. Nếu mà kết hợp với Murat thì thực sự nó là chuẩn bài cực kỳ hợp luôn. Và chắc chắn sẽ là một siêu phẩm mà chúng ta sẽ rất là mong chờ trong thời gian sắp tới. Và chị Khả Đán cũng đã chuẩn bị cho cái sự mong chờ này. Chiêm kiếm của ta đây tuyệt vời nha Gildu ơi. Bây giờ anh em chơi Murat, chúng ta chỉ cần đánh 2 điểm nội tại, sau đó lướt lên 2 lần chiêu 1. Chúng ta đánh thường 1-2 phát, chúng ta thật chiêu 2, chúng ta tụng ảo ảnh chảm làm có một mạng rồi. Và điều quan trọng bây giờ đó là chúng ta phải đánh thường thì mới có đam. Và chiêu cuối đam nó hơi bé, và sắp tới thì cái chiêu cuối là còn được tăng thêm đam cho Murat. Ngoài ra nếu mà tứ địch có đông thì cũng chỉ giảm đến 20% thôi. Giảm từ 10 đến 20% mỗi khi có thêm một tướng địch. Như vậy thì tối đa nó giảm 20% và cái đam cấu diệt của các bạn cũng sẽ lợi hại hơn. Và đam chúng ta một chiêu một mạng thì sắp tới thì có lẽ là chúng ta có thể làm lại được rồi, và thậm chí một chiêu hai mạng nha. Nói chứ phải gọi là tuyệt vời mặt trời, chứ chiêu cuối cũng bằng đam đánh thường thì mặc dù nó dễ chơi hơn nhưng vẫn chưa tạo được cái sự ấn tượng để có thể là chúng ta mua nhiều trang phục hơn. Uya chưa hồi chiêu cuối thôi, ảo ảnh chảm. Uya đấy, giảm bao nhiêu là đam luôn. Sau đây anh em, chiêu cuối của mình đam như con nính cầm kiến. Thực sự đam chiêu cuối là bé quá, nên là việc tăng sức mạnh chiêu cuối rồi giảm hồi chiêu chiêu 1, đó là một cái sự mà các bạn sẽ múa Murat dễ hơn và bá đạo dễ hơn. Có thể là bị trong chuồng gà với thân dương ca bách mà. Nhưng mà với việc là ra được trang phục mới, trang phục xịn sò hút máu thì chỉ cần đáng phải làm như vậy thì trang phục mới bán được nhiều, doanh thu lợi nhuận của gà đán mới cao. Ở Capelli làm cái gì vậy, một chiêu hai mạng hơi chứ phải gọi là dễ. Anh em thấy đội hình team bạn siêu trôn chưa? HD, Batman DSP, rồi Lacrosse thì counter chất tướng của mình rồi, bạn ấy bắt bóng mình dễ. Batman cũng bắt bóng mình dễ, nhưng mà team bạn không có tanker. Đó là cái điều quan trọng. Và một chất tướng pháp sư không có CC cứng mạnh như kiểu bạn Darcy thì tối rồi, liên tục là có mạng của mình. Cái chiêu cuối của Darcy thì không có gì đâu, mình có thể né được rất đơn giản bằng ảo ảnh chảm hoặc là chiêu 2. Ôi lùi 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 lùi. Tuy vậy cũng không được nha, nếu mà để AD có đồ, AD next game team bạn có đồ là cũng không biết thế nào được. Bởi vì chất tướng AD team bạn chất tướng next game, còn chất tướng AD team mình là chất tướng mạnh đầu game.
Nên việc mình có nắp mạng đầu game này thì thực sự nó là đầu xuôi đuôi chắc chắn sẽ lọt nha. Hôm nay thì không có Vigaming đánh giải. Hôm qua thì chắc có lẽ là rất nhiều anh em có những cung bậc cảm xúc tuyệt vời đối với một đội tuyển đại diện của Việt Nam còn sót lại tại AIC 2022 năm nay. Vigaming đang có phong độ hủy diệt giống như AIC năm ngoái. Thực sự thì mình cũng mong muốn AIC sẽ có một chức vô địch. Cái này tuyệt vời khi mà năm ngoái các bạn đấy đã giang dở. Tôi nghĩ là vô địch đến đít rồi nhưng mà không ngờ lại tuột khỏi tay trước đấng F1. Thực sự là để hình như thắng 3-1 rồi sau đó bị lật 4-3. Anh em hiểu cảm giác không? Ôi ui ui, tôi xong rồi. Đang tính dí bạn Veo, trời ơi bị combo phát không kịp ngáp. Đang nhìn Veo sau đi, anh em cũng đang hồi tưởng về AIC năm ngoái. Hy vọng AIC năm nay chúng ta sẽ có cúp về với Việt Nam. Chứ Team Flash mới làm một lần, còn đầu toàn Thái mới đài được thôi. Thực sự quá buồn cho ba quốc gia phát triển nhất đi Mobile mà Việt Nam ít cúp quá anh em ơi, thực sự ít cúp quá. Ok, nói chung là hoài điểm thế thôi, trở lại trận đấu nha. Mình phải đi trả thù bạn Batman. Tính ra bạn Batman và bạn Lacrosse bắt bóng của mình cũng rất là tốt luôn. Nên là hết sức cẩn thận nha anh em ơi. Chúng ta lao lên ảo chảm thì chúng ta giữ cái chiêu 2 nếu mà chưa biết Batman ở đâu. Đó. Và cũng chưa biết Na ở đâu, giữ chiêu 2 để nuôi về có một cái chiêu gì để chúng ta né được chiêu tướng địch, né được Batman thì cần chiêu 2 là đủ rồi. Không giật về nha, giật về đi luôn đấy anh em ơi. Và cũng chú ý cái bóng của mình đang đâu, để mình có thể giật về hay là không giật về, hay là mình có thể là chạy xa xa một tí để lừa tinh tướng địch. Bây giờ thì với việc là tích độ tại bằng cái chương 1 thì các bạn có thể là lướt rất xa để ảo chạm từ rất xa luôn. Bởi vì các bạn chỉ cần lấy 2 đường động tại, sau đó anh em căn cái thời gian là hiện tại đang số 1 này, nó sẽ nhảy lên số 2, đây nó có xoay thời gian đấy. Đó, hết số 1 rồi thì cái là hết cái độ tại rồi anh em ơi. Đấy, chúng ta sẽ căn được rất là lâu luôn. Và khi đó thì các bạn có thể là ảo chạm từ tít xa, hoặc là các bạn cũng có thể làm 2 lần lướt lên, rồi anh em lướt lên chưa 1 2 lần nha. Sau đó anh em giật bóng về, tiếp đó anh em lại lướt chưa 1 thêm một lần nữa. Bởi vì là hồi chiêu đủ nhiều thì chúng ta có thể là làm cái điều đó và tích được thêm điểm nội tại là 3. Lướt thêm chưa 1 lần nữa thì chúng ta sẽ có 4 điểm nội tại và chúng ta không cần một tí nào gọi là đánh thường. Các bạn vẫn có 4 điểm nội tại để mở phong ấn chiêu cuối. Đấy mới là điều tuyệt vời của Murat nha. Murat bây giờ nó ghê gớm như vậy đấy anh em ơi. Ok, lý thuyết thì tất nhiên là đơn giản rồi, nhưng mà thực hành thì chúng ta cần phải nhanh hơn, đánh thường nhiều hơn để có đam trong phiên bản hiện tại nha. Chứ anh em chơi Murat bây giờ anh em không đánh thường nghĩa là anh em thất bại rồi đó. Chỉ mỗi chiêu cuối không có tí đam ở đâu. Hình như vừa thấy Batman dọn lính ở lên đồng xong. Là mình từ từ nha, chưa lót chưa một vội, giữ chưa một. Rồi, lùi một tí nha. 100% bạn Batman đang kiếm mình và mình vừa lội sai xong, biết ngay mà. Đó anh em thấy chưa? Không cẩn thận là bị tóm luôn. Con tướng này cũng khá là dễ bị bắt lạc. Bởi vì chất tướng sát thủ máu mỏng mà. Nếu mà chúng ta hết chiêu rồi, đúng là một cái bao cát. Một cái gì đó lại còn mỏng như tờ giấy. Bao cát này là bao cát hàng pha ke. Đấy, cát này cát cực kỳ dễ bị thủng. Nên là chúng ta phải vừa nhanh vừa chuẩn, phải ảo nha anh em ơi. Lướt thêm phát nữa, đánh thường mà còn lính tung ảo hành trảm, giật cái bóng về. Nói chung là easy nhỉ. Bây giờ 2 là đánh thường, chạy ở đây 1 phát lướt, thêm 1 phát nữa, tung chiêu 2 ảo hành trảm, không có đánh thường lên, đam nó hơi bé. Rồi thôi, có khi quay xe đi. Ăn con xe xa này phút thứ 9 thôi anh em ơi. Team đang lợi mạng mà không ăn được mục tiêu, không sờ bôn được tí nữa lại bị team mạng AD có đồ là cũng đau đầu phết đấy anh em ơi. Từ từ nha, bây giờ lúc bụi đi, lúc bụi để chơi này. Hay lắm, có ưng chạm đó rồi, bắt được AD này anh em ơi. Thả chú 2 đánh thường nhiều vô nhá. Chú 2 bây giờ làm chậm rất là tốt luôn. Thế là mặc dù không có giảm giác của tướng địch nhưng lại có khả năng làm chậm rất là tốt. Để mình có thể là làm chậm tướng địch và đánh thường được nhiều đam hơn.
Với việc sắp tới chiêu cuối được tăng sức mạnh nhiều đam hơn và chiêu một hồi chiêu nhanh hơn thì các bạn có thể là ảo hơn rất là nhiều. Chắc chắn cái sự thay đổi này nhằm vào việc là các bạn có thể ảo hơn rất nhiều cho Morat và lợi hại hơn với cái chiêu cuối ảo ảnh trảm, bởi vì anh em thấy Zenitsu múa chiêu cuối đẹp như vậy, nó giống ảo ảnh trảm như vậy, thì cái điểm nhấn của trang phục nó phải mạnh thì mọi người mới móc cái hầu bao ra mở sang cái trang phục đó rồi đánh thường đã có mạng nha. Đấy, anh em thấy chưa, quan trọng bây giờ chơi Morat là phải đánh được thường vào tướng địch thì mới có đam. Nên là nhiều khi anh em cũng không cần phải lấy nội tại trước đâu, mà chúng ta chạy thẳng ra mà chúng ta lướt chơi một đấy, chúng ta đánh thường, sau đó lướt chơi một đánh thường là chúng ta có thể tung được ảo chản rồi, và có hai đánh thường thì cực kỳ nhiều đam khi kết hợp với phù hợp kiếm nha. Đó là phiên combo việc khi mà các bạn muốn chơi tốt Morat mùa 22, và sắp tới thì chắc nó khỏe hơn, dễ chơi hơn rồi, không nói làm gì thì bây giờ là chúng ta phải làm như vậy. Gầy 96% sát thương. Ok, hiện tại thì với chất tướng khỏe đầu game hơn chỉ có mỗi Gildu late game, nhưng bạn đấy lại có CC, thành ra team bạn không đỡ được là cái chắc chắn luôn rồi. Đấy, anh em thấy chưa, lao vào đánh thường đam to chà bá rồi, xong bạn ơi chạy làm sao được. Ui, eo su hay nha, bắn chuẩn. Hiện tại thì Mô Việt đã làm hết tướng rồi nha. Hôm nay tiếp tục nhấn mạnh về trang phục mới Zenitsu, một trang phục rất được anh em yêu thích Morat mong chờ, và nó dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 10, tức là đợt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 6 của Game Micro Mobile. Năn nỉ luôn, cái gì bà ơi, toàn gặp yêu quái thế này. Yêu quái đâu nhở, yêu quái gì bà ơi. Ủa, ta xin lao lên thật á, ghê nha, nhưng mà Quyền Vương làm cái gì vậy, trận đầu trong ngày. Ok, bình thường thôi mà, rank đơn thì chúng ta lúc nào phải chấp nhận như vậy thôi, bởi vì đó chính là rank đơn. Cũng còn bạn muốn không gặp yêu quái thì bạn phải chơi team nha. Tính ra là mấy bạn pick Lacrosse toàn để counter Morat thôi. Rất tiếc, tơ thì chưa được cao mà team thì đã lát rồi, còn một cái đường nữa thôi. Ok, đã có lanh nha, có lanh rồi thì mình đánh thường sẽ cực đau ảo chảm, có thêm sát thương. Ở sắp tới thì đam của ảo chảm sẽ phụ thuộc vào cơ bản lý khá nhiều, nó tăng theo phụ thuộc cơ bản lý, và lượng đam sẽ cực lớn khi mà các bạn có lanh nha. Ở các cái thời điểm mùa đầu của chơi Morat thì chúng ta giải quỷ kiếm, chúng ta giải thương xuyên phá, chúng ta sẽ lanh một chiêu một mạng luôn. Thực sự lúc đó là bá quá anh em ơi. Và hồi đó thì nó cũng mới ra mắt thì phải đạt đủ độ bá thì mới cạnh tranh những con tướng khác. Và khi anh em đã luyện và biết chơi rồi thì nó lại cực kỳ kinh khủng luôn. Vì vậy thì Morat bị giảm sức mạnh liên tục đến nỗi bị phế và được gọi là con lính cầm kiếm. Và hiện tại thì nó được tăng sức mạnh do là có trang phục mới. Đấy, nên là anh em cảm thấy là con tướng này sắp comeback thì luyện dần đi thôi. Thì sắp tới khỏe rồi, chúng ta biết chơi là chúng ta auto leo lên dễ, auto pick Morat cho coi. Ơ lên luôn kìa, ảo nha. Chỉ có mỗi mình bạn chắc là cũng có la đúng gần, nhưng mà la thì không thấy. Còn team mình có 5 người ở đây liền, có ít đâu. À, có chiêu 2 để dành cho bạn đây. Đùa, không nhìn cái ưng trạng của bạn Eosu à. Rồi đánh thương thêm ảo ảnh chảm là đi luôn. Thời cấp săn nung đã tới. Ok, và có lẽ thì không đủ một điểm tồn tại đấy rồi. Video của mình đến hết nha. Xin chào anh em và bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.